Xin chào các bạn. Trong nội dung này chúng ta sẽ cùng nhau tìm cái số lớn thứ hai trong mảng các số nguyên và các bạn áp dụng tương tự cho mảng số thực hay mảng string, mảng các đối tượng, hoặc là chúng ta sẽ tìm ngược lại đi, tìm giá trị nhỏ thứ hai ở trong một mảng, một list vân vân. Cái tư tưởng để thực hiện cái bài này đó là đầu tiên thì giả sử chúng ta gọi cái giá trị lớn nhất nó là max và giá trị lớn thứ hai là max 2. Bước 1 thì chúng ta sẽ tìm cái giá trị lớn nhất ở trong cái mảng cho trước. Bước thứ hai thì chúng ta sẽ tiến hành tìm cái giá trị đầu tiên mà khác max, dạ, sau đó thì gán cho max 2. Đến bước thứ ba thì chúng ta sẽ tiến hành duyệt toàn bộ cái mảng của chúng ta ấy để tìm cả giá trị nào mà nó khác max, đồng thời nó lớn hơn max 2 thì gán cho max 2. Và cuối cùng thì chúng ta sẽ in ra cái kết quả. Ở đây giả sử rằng nếu như tất cả các phần tử của mảng nó bằng nhau thì sẽ không có cái phần tử lớn thứ hai nhé. Ok, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu thực hiện này. Mình sẽ có một cái hàm ở đây để tìm cái giá trị max. Giả sử ở đây thì mình sẽ tìm cái giá trị kiểu int nhé. Các bạn áp dụng tương tự cho những cái kiểu số khác như là float, double, long, vân vân. Int này. Find max. Đấy, tìm max thì chuyển vào đây là một cái mảng và có số lượng phần tử. Ok, thì giả sử ban đầu mình sẽ cho max sẽ bằng đây nhá, giả sử thế này nhá, max bằng 0. Nhưng mà các bạn đừng có gán như thế này. Tại vì có thể cái mảng đấy nó chỉ có những phần tử âm thôi. Thì nếu chúng ta gán max bằng 0 như thế này ấy, thì thành ra là nó sẽ là một cái giá trị max không tồn tại ở trong cái mảng cho trước. Cho nên là ban đầu ấy các bạn phải gán đó là cái phần tử đầu tiên này. Đấy, cho nó chắc ăn, được chưa? Sau đó thì chúng ta mới có một cái vòng for. Cái này là cho cái thằng i bắt đầu từ 0 đi, i nhỏ hơn n và i tăng lên. Ở đây thì chúng ta lấy cái phần tử 0 cho nên là chúng ta hoàn toàn có thể cho cái thằng này chạy từ 1 nhé. Rồi thì ở đây chúng ta làm cái công việc đó là nếu cái phần tử tại cái vị trí từ i mà nó lớn hơn thằng max thì chúng ta làm gì? Cập nhật max thôi. Max sẽ bằng AR tại cái vị trí y, tức là lấy phần tử tại vị trí y. Thế này là đã xong cái việc tìm max nha. Đây, tìm giá trị lớn nhất ở trong mạng. Tiếp theo là chúng ta sẽ có một cái hàm để tìm cái giá trị lớn thứ hai. Giá trị lớn thứ hai thì cũng cùng kiểu với cái giá trị lớn thứ nhất. Int find second max, tìm max 2 nhá. Thì cũng truyền vào một cái mảng và số lượng phần tử mảng. Đấy, thì số lượng phần tử của mảng các bạn có thể đặt nó là size, là n gì đấy tùy. Đấy, nhưng mà nên đặt thế nào để cho nó dễ dàng hình dung ra là cái tên của cái đấy là nó là cái gì. Cái này nó báo gì? À đây. Sau khi thực hiện xong thì các bạn nhớ là return cái giá trị max. Đấy, sau khi thực hiện xong thì return max 2 nhá. Thì lúc này chúng ta sẽ không tùy tiện mà gán cái giá trị của max 2, không khởi tạo cái max 2 một cách bình thường. Và đầu tiên là ở đây chúng ta gọi đến max sẽ bằng find max. Đấy. Truyền vào ADR, truyền vào size. Rồi, sau đó thì mình sẽ tiến hành tạo một cái giá trị max 2. Đấy. Sau đó thì chúng ta sẽ thực hiện một cái vòng for cho cái giá trị y bắt đầu từ 0. Y thì nhỏ hơn size. Tiếp y sẽ sau mỗi lần thực hiện xong thì nó sẽ tăng lên một đơn vị. Ở đây chúng ta kiểm tra nếu những cái phần tử tại cái vị trí thứ y mà nó thứ nhất là khác cái giá trị max. Đồng thời cái thứ hai nó là ADR tại cái vị trí y, phần tử tại vị trí đấy nó lớn hơn cái giá trị ở đây. Đây là đang ở bước 2, đấy, nó lộn sang bước 3 rồi. Nếu mà nó khác max thì chúng ta gán max 2 bằng AR tại cái vị trí thì y. Rồi, đây là bước thứ 2. Được chưa? Và đến bước thứ 3. Đấy, bước thứ 3 thì chúng ta sẽ thực hiện dưới này. Nhớ là sau khi thực hiện xong thì return max 2. Đó.
Thì lúc này chúng ta sẽ thực hiện đó là cũng một vòng for cho y bắt đầu từ 0 đi. Điều kiện của chúng ta là y nhỏ hơn size y tăng lên. Nếu phần tử tại cái vị trí y lớn hơn, thứ nhất là mắc 2, và điều kiện thứ hai phần tử tại cái vị trí thứ y nó phải không được là cái giá trị mắc. Đấy. Thì chúng ta sẽ vào đây chúng ta thực hiện đó là gán mắc 2 sẽ bằng phần tử tại cái vị trí thứ y. Ok. Như vậy thì sau khi thực hiện xong như thế này thì chúng ta cũng có thể là làm như thế này nhá. Lúc đầu ấy thì chúng ta gán cái giá trị có thể gán như thế này. Gán mắc 2 bằng cái giá trị mắc. Đấy, lúc đầu chúng ta gán như này. Nhưng mà ở cái bước thứ hai này đấy thì chúng ta phải tìm ra một cái giá trị khác cái giá trị mắc để gán cho mắc 2. Chỉ cần tìm ra một cái giá trị đầu tiên thôi. Sau khi tìm xong thì gán xong thì break kết thúc cái vòng lặp đấy. Và đến bước thứ ba. Đây là bước 3 nha. À, còn đây là bước 2. Tại sao mình lại gán cái giá trị mắc 2 bằng mắc? Tại vì lúc nữa chúng ta return và chúng ta sẽ kiểm tra xem nếu như cái giá trị mắc 2 với giá trị mắc này nó trùng nhau, có nghĩa là không xảy ra bất kỳ cái sự gán nào trong hai cái vòng lặp bên dưới này. Thì lúc đó là cái mảng của chúng ta nó không có cái phần tử lớn thứ hai. Ok, xong rồi đấy. Bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra và in ra kết quả thôi. Giả sử mình có một cái mảng có một số phần tử như thế này. Đấy, mình có một vài phần tử này nhá, 2 3 gì đấy. Đây. Mình sẽ tách nó ra. Rồi, như này nhá. Và tiếp theo này. Thì ở đây các bạn thấy là có 3 này, 6 và 9 phần tử. Sai. Bằng 9. Ok. Và bây giờ mình sẽ tìm cái giá trị max 2. Đó. Thì chúng ta có thể có một cái giá trị max này sẽ bằng file max truyền vào AR và truyền vào size. Rồi, tiếp tục chúng ta có cái max 2. Đấy, max 2 thì bằng file second max cũng AR và size. Ở đây thì chúng ta thừa một cái dấu phẩy. Rồi sau đó thì chúng ta thực hiện đó là kiểm tra nếu như cái giá trị max nó khác với giá trị max 2 thì chúng ta sẽ in ra cái kết quả đây. Gọi là giá trị lớn thứ hai trong mà hai chấm thì cái này là cái thằng mắc 2, sau đó thì xuống dòng. Còn nếu như trong cái trường hợp mà chúng ta không tìm thấy cái giá trị lớn thứ hai ấy, tức là thằng mắc với thằng mắc 2 này nó là cùng một cái giá trị thì chúng ta sẽ xeo ra đó là cái giá trị không có giá trị lớn thứ hai. Đây. Không có giá trị lớn thứ hai ở trong mạng. Rồi, xong rồi đấy. Bây giờ mình sẽ run này. Và cái kết quả giá trị lớn thứ hai trong mạng đây là 8. Tại vì ở trong cái mảng này này thì các bạn sẽ thấy là có cái giá trị 9 này này. Nó là cái số lớn nhất và số lớn thứ hai là 8. Bây giờ mình cho cái này là thằng 1 đi. Thì cái giá trị lớn thứ hai trong mảng này sẽ là 7. Đây nhá, run này. Đây. Được chưa? Còn nếu như mà giả sử ở trong này này mình cho tất cả các phần tử này nó bằng nhau hết. Không này. Không này. Không này. Đó. Ở đây có 4 phần tử.
Thì chúng ta thử xem cái kết quả nhé. Không có giá trị lần thứ hai. Đó. Đây là mình đã kiểm tra trong hai cái trường hợp, đó là có và không có. Giả sử cái này có cái phần tử 1 7 5 thì cái giá trị lớn thứ hai là bao nhiêu? Bằng 5. Đấy. Rồi. Như vậy ấy, thì tóm tắt lại một lần nữa ở đây là gì? Khi mà chúng ta tìm cái giá trị lớn thứ hai ở trong mảng ấy, thì đầu tiên là chúng ta cứ tìm cái giá trị lớn nhất trước. Sau đó thì chúng ta sẽ tìm một cái giá trị đầu tiên khác mắc gán cho mắc 2. Và tất nhiên là trước đấy thì chúng ta sẽ giả định rằng chúng ta gắn giá trị mắc 2 bằng mắc. Đấy, sau đó thì mới đến cái bước thứ hai này. Rồi, sau đó thì chúng ta đến với bước 3, đó là tìm một cái giá trị nào đó nó đồng thời thỏa mãn cái điều kiện là khác mắc và lớn hơn mắc 2 và gắn cho thằng mắc 2. Và cuối cùng thì chúng ta return cái kết quả đấy. Ở bên dưới thì ta phải kiểm tra xem mắc với mắc 2 này nó có trùng nhau hay không. Nếu cùng một cái giá trị thì chúng sẽ là những cái giá trị trùng lặp nhau, và ở đấy trong cái mảng đấy sẽ không có cái giá trị lớn thứ hai, và ngược lại thì chúng ta sẽ in ra cái kết quả là giá trị mắc 2. Rồi, như vậy thì cái bài hướng dẫn của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả bạn đã quan tâm theo dõi.